Trung tâm điện tử Anh Phương xin chào tất cả các bác. Và trong một không khí Tết rất là rộn ràng và rất là vui vẻ thì chúng ta cùng với Trung tâm điện tử Anh Phương tìm hiểu những thiết bị âm thanh. Và hôm nay cũng theo lời đề nghị của một bác khách hàng, hôm trước đã lấy một bộ cấu hình trong đó có cặp loa EV của Mỹ. Thì hôm nay bác rất muốn là đầu tư thêm một quả súp đồng hãng với EV. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phương đang cùng các bác tìm hiểu về một cặp súp EV của Mỹ. Thùng của nó là thùng nỉ, tất cả còn rất đẹp. Ở đây chúng ta thấy rằng là cặp súp Mỹ nó còn nguyên cả cái ni lông bảo vệ. Thùng nỉ đẹp và rất hợp với đôi loa EV. Nó đồng bộ thì nó có cái đặc trưng của nó là nó sẽ tạo ra cái sự đồng pha cũng như là đồng giải để cho cái tiếng súp với tiếng loa full nó quyện vào nhau rất là tốt. Sau khi bỏ lưới ra thì chúng ta sẽ quan sát thấy rằng đây là một trong những dòng súp mà chắc chắn rằng là dù bác khách hàng chưa từng nhìn thấy súp bao giờ thì ngắm nhìn cái quả súp này cũng sẽ rất là thích đấy. Thùng của nó thùng gỗ xịn, nó với ma trận thùng rất khác biệt. Ở đây chúng ta quan sát thấy là đây là một cái hầm đấy. Tiếng bát súp của nó sẽ đánh thẳng vào bên trong, sau đó nó cộng hưởng ra phía ngoài này đấy. Cộng hưởng phía ngoài qua cái lỗ này, qua cái lỗ này đấy. Bát của nó với mã là EVDL18MT đấy, 18MT. Và ở đây là sản phẩm với công suất là 400W, rất hợp lý cho cái bộ cấu hình trong gia đình. Nào đây là giải súp bát trầm made in USA. Riêng EV thì có một cái tem Mỹ nó như thế này. Và ở ngoài này nó sẽ có một cái bọc để bảo vệ. Đây là chính là cái ốp bằng cao su. Nó sẽ bảo vệ cái từ này, tránh hiện tượng là va đập cũng như là hiện tượng gọi là suy hao từ thính. Đây này, bóc cái này ra nó còn như thế này, là cái từ nó còn rất là mới này. Đấy, các bác thấy không? Nó được bảo vệ cho nên là cái từ của nó theo năm tháng nó vẫn còn rất là đẹp này. Chưa có một vết gọi là dấu vết của thời gian. Chúng ta chụp vào như thế này. Đấy. Phải nói rằng đây là một quả súp quá đẹp. Thùng chuẩn cực kỳ luôn các bạn. Trong bộ cấu hình âm thanh thì các bác cũng không cần quá nhiều thiết bị. Các bác chỉ cần một đôi loa hay với lại một cục đẩy 3 đến 4 kênh, với lại một chiếc vang số và một bộ mic xịn. Nếu cần thiết thì các bác có thể cho thêm nọc, còn không thì các bác cứ đánh đủ giải một quả súp. Có thể là các hãng súp, ví dụ như các bác đầu tư được súp Mỹ thì tốt nhất. Đấy. Bây giờ mời các bác hãy cùng ngắm nhìn kỹ cho em cái bát sau khi đã tháo ra đây. Một quả bát Mỹ các bác thấy không? Đặc điểm của bát Mỹ chúng ta thấy rằng là nó rất là khôn từ cái màng cũng như cái gân. Nói tóm lại là hàng nào tiền nào của đấy các bác. Riêng hàng loa Mỹ thì nó có rất nhiều giá thành, bởi vì nó không phải là loa mới, cho nên là nó tùy theo cái chất lượng sản phẩm cũng như theo đời. Cũng một cái modem đời như thế, ví dụ như một đôi loa 825, nếu như mà một đôi loa mà nó đã bị làm lại về màng với này côn thì lúc đó giá thành của nó phải giảm đi 5 đến 7 triệu. Cũng có những đôi loa nó còn đẹp, vỏ hình thức đẹp, rồi là loa bát nó còn zin, thì giá thành nó có thể đội lên tầm 4 đến 7 triệu. Đó là cái giá trị của thực tế của nó. Nó không như loa mới. Loa mới thì thị trường nó có sẵn, công ty ra quy định giá sẵn, cho nên là nó có một cái giá chung. Thế còn không có chuyện là của rẻ mà lại của ngon. Đã rẻ thì không zin, mà đã zin thì không rẻ. Vừa zin vừa rẻ thì không bao giờ có các bác. Cho nên là các bác mua loa Mỹ, đặc biệt là những sản phẩm của Mỹ, thì các bác cũng
tìm hiểu kỹ rồi cũng cân đối cái số tiền các bác để các bác tìm được những cái giá trị sản phẩm nó đích thực với số tiền các bác bỏ ra. Thì đây là thùng gỗ của nó đây các bác này. Bên trong có bông tiêu âm của EV đây. Hàng còn mới. Những đôi loa súp Mỹ mà thùng gỗ là như thế này, các bác có thể dùng vài chục năm nó vẫn thế này các bạn. Vài chục năm thì cái gỗ này nó vẫn thế. Và đặc trưng của hàng loa Mỹ, súp Mỹ là mở ra nó rất là thơm. Đấy, mở ra rất là thơm. Đánh tiếng hay, gọn và có độ giật. Ở đây các bác quan sát cái bát của nó này. Hàng Mỹ xịn, nó như thế này các bạn. Cho nên là khi mua hàng Mỹ thì các bác cũng không nên cân đối đắn đo là cái này đắt hơn 500 nghìn hay đắt hơn 1 triệu. Cũng có thể là có những cái mã nó rẻ nhưng mà thực ra là nó đi đôi với chất lượng hết các bác. Em nghĩ là đầu tư được khoảng độ 5-7 triệu hay là 10 triệu rồi thì cũng cố 5-700 ngàn để mua những sản phẩm âm thanh nó còn zin, còn chuẩn thì cái giá trị của nó cao hơn rất nhiều. Và đây là một trong những quả súp phải nói rằng cực đẹp. Từ những cái đai bo này chúng ta đều thấy rằng hãng đều có cái mã của nó. EV đây các bác, dập chìm luôn. Và con này thì nó là dòng súp xịn, nó có cả chân luôn các bác, để gọi là cách ly giữa nền nhà với lại súp, tránh hiện tượng ẩm mốc cũng như làm hỏng thùng. Đấy, một quả súp chúng ta thấy rằng nó đẹp toàn diện, đẹp toàn diện, chơi thì cực hay rồi. Đó. Và quả súp này thì anh Phương đang test làm video để dành cho một bác khách hàng thân yêu của anh Phương. Hôm trước đã lấy một bộ, anh Phương cũng chưa nhớ tên, hình như là bác Phước thì phải. Đúng rồi, bác Phước ở Tiền Giang. Đây là quả súp đây bác Phước này. Hiện tại thì bên trung tâm điện tử anh Phương có tất cả hình như là 3 quả thì phải. 3 quả súp EV, trong này có một quả nữa các bác này. Đấy, trong này một quả nữa. Thì các bác nào có nhu cầu sử dụng những dòng súp Mỹ xịn EV, JB hoặc là PV thì hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Quả súp này hiện tại đang có giá là 9 triệu đồng một quả này. 9 triệu đồng một quả. Thì các bác gọi sớm cho anh Phương để chúng ta sở hữu những cặp súp, hoặc là chốt hàng để anh Phương giữ hàng ra Tết, anh Phương sẽ gửi cho các bác tận nơi. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt các bác đã theo dõi video. Chúc các bác một năm mới cùng gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều.